Xin chào bạn, tôi Tú Phan đang dẫn các bạn trên trang web là phan.kimtu.com. Thì video này chúng ta sẽ tiếp tục học cái phần mềm Filmora này, phần mềm dùng để chỉnh sửa video rất là chuyên nghiệp, rất là đơn giản. Thì video trước chúng ta tìm hiểu các công cụ đầu tiên rồi. Ta sẽ cho vào đây một cái đoạn video nào đi các bạn, một vài đoạn video tôi hướng dẫn các bạn nè. Rồi, ta lo xuống đây. Thì video này chúng ta đã tìm hiểu gần xong hết công cụ rồi bạn. Còn cái phần chỉnh màu thôi, chỉnh màu với phần thuộc tính của video nữa. Thì chỉnh màu này á, thì những bạn nào mà đã từng học qua những phần mềm chỉnh màu, phần mềm về màu có liên quan tới màu sắc như là Photoshop, Illustrator hay Corel thì bạn cũng biết sơ sơ là cũng ok, cũng tạm ổn rồi. Và còn những bạn nào mà đã học qua những phần mềm mà chuyên nghiệp dùng để chỉnh màu cho video như Remer hay là gì ta, DaVinci Resolve á, thì nó tương tự như thôi bạn, nhưng mà ở đây nó rút gọn nhiều cái tính năng hơn nữa để cho chúng ta làm cho dễ á. Phần mềm này nó quan trọng cái việc đơn giản thôi, tính đơn giản của nó. Thì bạn sẽ click vào đây là bạn chọn cái video nào đó bạn muốn chỉnh sửa màu, thì bạn click chọn cái video đó, ví dụ như video nào ta, video nào có hình người đi, video này đi ví dụ như ha các bạn. Rồi bạn click vô đây nè, thì thật ra chỉnh màu nó có hai cách các bạn, hai cái bảng điều khiển, một là bảng đơn giản, hai là bảng nâng cao một tí. Nó vô cái bảng nâng cao luôn nè, đây là cái bảng tùy chỉnh nâng cao. Còn bạn muốn tùy chỉnh đơn giản thì bạn chọn video clip, bạn nhấp đôi chuột video clip hai lần thì nó sẽ ra cái bảng này, gọi là bảng đơn giản. Thì bảng đơn giản là cái bảng color đây nè bạn đó. Nhưng mà hai bảng thì nó tương tự nhau thôi bạn, chỉ nó giao diện nó khác một tí thôi, nó vòng vòng có mấy thứ lặp lại hoài. Thứ nhất là auto là chỉnh màu tự động nè bạn, nâng cao cái màu sắc lên tự động nè, auto thấy chưa. Nhưng mà đôi lúc thì nó chính xác, đôi lúc thì nó không ưng ý ha, tùy các bạn. Rồi đây là cái ngưỡng của nó, cái ngưỡng mà chỉnh auto nè, thấy chưa. Nó đây là value, là cái giá trị ha, chỉnh cho nó này nó sáng lên, nhưng mà tùy các bạn thôi chứ không phải lúc nào nó cũng chính xác các bạn. Rồi còn muốn reset thì click vô đây reset lại. Rồi cái quy trình mà chỉnh sửa video hay cũng như là một bức hình đó bạn, bạn tưởng tượng như đó, thì chúng ta phải chỉnh cho nó cân bằng trắng cho đúng, cho nó đúng màu. Thường cái bức hình cũng như video thôi nó sẽ bị lệch sang màu tông nóng hay tông lạnh. Nếu tông nóng là nó ám màu vàng màu đỏ nhiều thì bạn chỉnh cho nó lạnh lại, hoặc là ngược lại nó đang bị ám màu lạnh màu tối quá, màu hơi xanh dương thì bạn sẽ chỉnh cho nó nóng lại ha bạn. Đó là gọi là cân bằng trắng. Thì bạn hãy chỉnh chế độ auto là dễ nhất, bị sai nữa chưa. Cái này là cái video clip ta sẽ chuyển sang cái tông lạnh liền, là màu xanh dương á. Cái cách đơn giản hơn là có thể là bạn sử dụng cái cây bút này, bạn reset lại đi, bạn chọn cây bút này là bạn hút bạn, nếu video bạn ở trên màn hình đó, nó có cái điểm nào đó trắng nhất thì bạn chọn điểm đó hay bạn. Giống như là cái tờ giấy trắng này, đây là giả sử tôi thấy cái nó nguy hiểm nè, cái chữ này giả sử như là cái chữ này là màu trắng ha, đây ta sẽ chọn cái chữ này gọi là điểm cân bằng trắng, thấy chưa. Thì nó lấy tạm vậy thôi, do cái màu này cũng không phải là tuyệt đối trắng, nó bị ám. Thì tao thấy chỉnh nè bạn, chỉnh thứ nhất là cái temperature là nhiệt độ nè, nó kéo vào trái thì nó sẽ về tông lạnh là xanh dương, bên phải là tông nóng là ám vàng và ám đỏ đó. Bạn chỉnh như thế nào thì cho nó tương đối thôi. Còn cái tinh là chuyển giữa màu xanh lá cây và màu hồng, nếu bên tay trái là màu xanh lá cây, qua tay phải là màu hồng, vậy thôi. Nó tương thủ theo cái nguyên tắc tương tự như bên Photoshop vậy đó. Thì bạn sẽ chỉnh và bạn chú ý vô cái màu trắng nào đó trong cái clip chúng ta, hoặc là cái màu da của người đó các bạn, hai yếu tố quan trọng. Như da không thể nào là quá hồng hoặc là quá xanh như này, chỉ là vừa vừa như thế này là ok ha. Đó là cái kinh nghiệm thực tế tôi làm. Cái thứ hai, cái tông này là bạn chỉnh cái tông, thực ra là bạn chỉnh cái độ sáng tối là tương phản thôi. Thì nó sẽ có ba yếu tố nè, contrast là độ tương phản, thường là ví dụ như lúc nào cũng vậy, cái video chúng ta quay lúc nào nó cũng sẽ bị có cái gì đó màu trắng ám ám lên. Tại vì do môi trường không khí các bạn, không khí nó sẽ bị cản ánh sáng lại, nên bạn phải tăng cái contrast này lên một tí. Thực ra cái clip này do người khác đã chỉnh rồi ha, nên như vậy là đã chỉnh đẹp đó, chứ bình thường không phải vậy đâu. Bình thường nó sẽ như thế này nè, ám hơi trắng trắng như nè đó, người ta sẽ chỉnh lên cho nó trông như này. Rồi saturation là màu sắc nó rực rỡ bạn, như thường á thì khi bạn quay á, cái màu sắc nó cũng hơi nhạt nhạt như nè, chứ không được đẹp như gì đâu. Thì người ta sẽ tăng này lên một chút, nó thì màu nó sẽ đẹp lên đấy. Brightness là độ tối ha, trường hợp bạn quay video nó hơi tối một chút gì thì bạn tăng lên, hoặc hơi sáng tí thì bạn giảm xuống ha. Nhưng mà thường thì người ta quay hơi tối tối nó quay vừa vừa thôi, gắng cố gắng là nó đủ sáng, đủ sáng rất là quan trọng. Rồi tiếp theo là cái mà body loot nè, cái loot này tương tự như những cái phần mềm chỉnh sửa ảnh bằng Photoshop hay là Lightroom gì đó. Thì chúng ta sử dụng những cái mẫu mà người khác chỉnh sửa, những cái chuyên gia về chỉnh sửa màu á, người ta làm sẵn, ta chỉ việc sử dụng thôi các bạn. Và sau khi sử dụng rồi chúng ta sẽ tùy biến một chút theo ý chúng ta các bạn. Rồi thì bạn sử dụng là những cái này đâu thì bạn click vô đây nè,
Thứ nhất là bạn sử dụng những cái mẫu có sẵn của cái phần mềm này, những cái bộ phim nổi tiếng như 007 nè, Batman, Game of Thrones hay là Harry Potter, những bộ phim rất là nổi tiếng. Sparta 300 nè bạn, SquareWap nè, Sát Sống nè, Walking Dead nè, thấy chưa? Nói chung là những cái bộ phim rất là nổi tiếng rồi. Nó ta chọn từ Harry Potter nè, đó. Rồi khi bạn chọn là một chuyện, nhưng mà sau đó chúng ta phải có thể là chỉnh sửa lại theo ý chúng ta nữa. Rồi trường hợp mà các bạn thấy trong đây không ưng ý thì bạn hãy chọn cái Load New Blood nè bạn, chọn từ trong máy tính chúng ta ra. Thì trường hợp trên mạng có rất là nhiều anh chị khác đã chia sẻ rồi bạn, tôi cũng đã chia sẻ một số rất nhiều trong những cái phần mềm chỉnh sửa ảnh như là Lightroom, Photoshop á, hay là DaVinci đó, Resolve á. Thì bạn hãy là chọn đường dẫn tới cái file đó trên máy tính của bạn, hoặc là bạn hãy tải cái file này về. Tôi để ở video, thường là tôi để những cái tài liệu học các bạn ở video đầu tiên á, video đầu tiên của cái danh sách này, danh sách hướng dẫn cái phần mềm Filmora này, video số 1 á, thì bạn tải về. Thì tôi lấy ví dụ cho bạn là ví dụ tôi load new blood nè, ví dụ như đây nè, cái này đang có trong đây những cái file mặc định của phần mềm nè bạn. Còn lưu ý thì những file load chúng ta là có cái đôi chấm cube ha, cube bạn hay đọc cube hay là cup gì đó ha bạn, cub nè. Đây tôi sẽ chia sẻ bạn một số cái mẫu của tôi có nè. Tôi có nhiều thứ khác lắm, nhưng mà những cái thông dụng tôi thấy thường ta thường hay sử dụng thôi, chia sẻ trên mạng nè. Nó bạn chọn thử, ví dụ thử cái này ha, thấy chưa? Đây là trắng đen, ok ha. Tôi sẽ chọn cái khác, tôi đã chọn trắng đen rồi, tôi chọn cái khác, ví dụ như tôi chọn cái này thử, thấy chưa? Màu rất sắc rất là rực rỡ vậy thôi. Những cái này tôi thử, tôi cho reset về mặc định đi. Vậy đó bạn. Nhưng mà đây là chỉnh sửa dạng đơn giản thôi. Còn tôi không khuyến khích nha, tôi khuyến khích các bạn nên chỉnh sửa chuyên sâu hơn. Thì chúng ta vào trong cái Advanced nè bạn, chỉnh sửa nâng cao. Đó. Rồi. Thì chỉnh sửa nâng cao là như thế nào? Thì bạn vào đây đầu tiên tôi cho nó quay về mặc định các bạn. Tôi cho nó quay về mặc định ha. Thì tôi sẽ chọn cái video clip đây nè bạn, nhấn reset cho nó quay về mặc định ban đầu. Rồi. Tôi sẽ vào trong thì sự tôi chọn video clip này ha, tôi chọn cái phần màu nè, rồi sau đó tôi sẽ vào trong thẳng vào trong đây luôn. Nó còn nếu không bạn nhấn đo chuột cho video clip thì bạn phải vào trong mặt ven này, cách nào cũng được ha. Tôi vào trong cái trình điều khiển mà chỉnh sửa nâng cao cái phần màu sắc này nó mới hay bạn. Rồi thì chỉnh sửa trong đây thì lúc nào cũng vậy, nó sẽ có hai phần, bên tay phải là reset là chỉnh sửa thủ công, bên tay trái là reset là sử dụng những mẫu có sẵn ha. Vô đây chỉnh nó hay hơn, nó hiện sẵn cho chúng ta luôn nè. Ok ha, chọn cái nào nó lít chuột trái thôi. Nó tùy theo cái chữ tiếng Anh mình đọc nè, như đây là cái tông nóng, nó bật chi tiết tối nè, làm cho tối nè, thấy chưa? Phim cũ trắng đen, TV nè, viền tối bốn góc nè, phim Harry Potter rồi nó. Bạn chọn những cái mẫu có sẵn. Rồi trường hợp các bạn không chọn thì bạn bỏ luôn cũng được, bạn chọn cái mẫu nào trên cái máy tính các bạn, thấy chưa? Rất là dễ đúng không? Rồi trường hợp cái mẫu nào bạn ưa thích thì bạn lưu nó vô trong cái favorite, hoặc là bạn tự tạo ra cái mẫu mới của bạn rồi sau đó các bạn lưu lại trong custom vậy thôi. Rồi adjust nè bạn, adjust thì ta sẽ qua chỉnh cái phần này là chỉnh thủ công nè, nó mới hay nè, mới là chính xác, mới là theo ý. Rồi chỉnh sửa như thế nào thì ta cho nó quay về nguyên trạng nè bạn, click vào đây nè, undo rồi quay về góc. Rồi đây là phải góc chúng ta là như vậy nè các bạn. Ta cho nó reset đi, sao nó chọn cái clip chúng ta, rồi nhấp đôi chuột trái, sau đó chấn reset quay về mặc định ban đầu. Rồi ta chọn đây chỉnh màu, ok chỉnh màu đi, đây nè màu. Rồi giờ ta sẽ bắt đầu chỉnh sửa thủ công các bạn, quan trọng là chỉnh sửa thủ công thôi chứ tại vì đôi lúc chúng ta đâu phải là những cái người mà có điều kiện mua những cái thiết bị nó chuẩn đâu, như là máy quay hay là gì đó, những máy quay mắc tiền á, thì đôi lúc chúng ta sử dụng những cái máy quay thông dụng bình thường, những hoặc là những cái chiếc điện thoại bình thường thôi, thì chúng ta phải tự biết chỉnh sửa màu sắc này theo ý chúng ta các bạn. Rồi chỉnh sửa như thế nào? Thứ nhất chúng ta sẽ tập nhìn vô cái biểu đồ histogram này thì nó cũng dễ lắm bạn. Ví dụ như tôi chia này làm phần hai phần, hai phần hay từ trên dưới nè, thì bên tay phải tôi đây là bên cái vùng trắng sáng á, nói chung vùng này vùng sáng ha, còn bên tay phải trái tôi là vùng này gọi là vùng tối vậy thôi, đó đơn giản đúng không? Rồi sao nữa, mỗi cái vùng trắng hay là chia làm hai phần nữa bạn, cơ bản là đây chia làm bốn phần. Cái vùng ngoài cùng đây là trắng nhất, còn đây là cái vùng hơi đen đen hơi xám xám, còn vùng đây là vùng tối nhất, còn vùng đây là vùng hơi hơi tối tối các bạn,
nó chia làm bốn vùng gì đó, thật ra chia chia bốn vùng. Thì giờ bạn nhìn dưới đây bạn sẽ biết đó là trục trục X thôi bạn. Trục X là phân chia theo vùng, còn trục Y là theo cái cường độ của nó. Bạn phải học bạn nhớ ha, hồi xưa chúng ta học là biết được trục nào trục X trục Y rồi đúng không? Trục X là trục ngang, trục Y là chơi trục dọc, hay gọi là trục tung đó. Trục X là trục hoành. Thì trục X là phân chia theo bốn cái cấp độ sáng tối, còn trục Y là theo cái cường độ ha, cường độ nhiều ít của từng cái hệ màu là RGB. RGB mà nào chưa xem cái hệ màu này thì tôi sẽ dẫn một cái đường link để bạn tìm hiểu về cái phần màu sắc. Nếu nếu mà bạn tìm hiểu về phần chỉnh màu á của video á thì bạn phải biết về cái phần RGB là gì, màu sắc là gì. Rồi quay lại vấn đề chúng ta là những cái biểu đồ này đang bị lệch ở bên tay trái nè bạn, đúng không, là bên tay trái nè, thì chứng tỏ là cái video này nó đang bị tối màu. Chúng ta phải chỉnh sao thường, chúng ta sẽ cho nó đều ở giữa như thế này là ok, không bị lệch qua bên phải quá nhiều hay là không bị lệch qua bên trái quá nhiều, nó sẽ bị lỗi. Qua bên phải quá nhiều là bị cháy sáng, qua bên tối quá nhiều là bị gọi là cháy tối gì thôi. Rồi thì auto này ta, tôi click chữ chữ auto thử nha đó, thì phần mềm nó sẽ tự động chữa cho chúng ta tương đối nè, hơi sáng hơn được tí nè, thấy chưa, nó sáng hơn nãy đó. Bạn muốn biết cái sự file so sánh giữa file gốc và file sau khi chỉnh sửa thì bạn click vô chữ A đây, AB nè, click vô này bạn, có ba chế độ để chúng ta so sánh nè, side by side là bên trái bên phải, thấy chưa, before là bên sau, xin lỗi, before là trước khi chỉnh sửa là file gốc, còn after là file, tôi phóng to này lên cho dễ nhìn ha, before là trước khi chỉnh sửa, after là sau khi chỉnh sửa, file nó sẽ sáng lên được gì, nó dễ đúng không? Đây nó có ba tùy chọn bạn. Thì chọn thứ hai là dạng như vậy, nó cùng một cái khung cảnh, hồi nãy là hai cái tách làm hai cảnh, còn này là cùng một cái video thôi nhưng mà nó chia làm hai phần bằng nhau theo phương ngang này, phải phương dọc vậy thôi bạn. Tôi thường hay chọn thì chọn này. Rồi rồi sao nữa, rồi sao nữa bạn, đó là nãy giờ chúng ta sử dụng auto ha, các bạn hãy tăng cái ngưỡng này lên, nhưng mà tăng lên chút thấy chưa, nhưng mà thường ta để auto như thế này, hoặc là bạn bỏ auto đi bạn, auto cho lúc nó cũng tào lao lắm. Rồi đây là file before, bạn nhấn vào đâu có nút reset ta, nhấn quay về undo nè, nó quay về undo lại đi. Rồi ta sẽ hướng dẫn tiếp để reset đó, ta quay về mặc định nó hướng dẫn cho dễ. Rồi sao nữa, hướng dẫn ở đây nó rất là dễ các bạn, nó sẽ giống như hồi nãy tôi hướng dẫn các bạn là cân bằng trắng nè, sử dụng những cái lút rồi chỉnh màu, chỉnh sáng tối, chỉnh cái này tương tự như Photoshop nè bạn. Rồi cái này là tối bốn góc rất là dễ bạn, là một vài phút là xong. Mà thứ nhất là bạn hãy vào đây mà 3D lút nè, thì bạn hãy chọn những cái lút giống như reset đây, gọi là những cái lút đó hồi nãy tôi nói các bạn á, bạn hãy chọn cái lút mà trong trong máy tính chúng ta nè, giống nãy tôi vừa nói các bạn nè, nó sử dụng những cái mẫu của người khác. Rồi đó là cách đơn giản nhất, bạn không muốn sử dụng thì bạn tắt đi, nó tắt đi. Rồi ta sử dụng lại cái việc mà cân bằng trắng nãy tôi vừa hướng dẫn các bạn đó, nhưng mà ở đây nó có hình ảnh dễ nhìn hơn, có màu sắc dễ hiểu hơn, cho nó là tông, thấy chưa, cho nó là tông tông lạnh nè, thành tông nóng nè, thấy chưa, ám xanh dưa, xanh lá cây nè, ám hồng nè, nó thấy chưa, dễ chưa. Bạn nhìn bên tay phải ha, bên tay phải là after nè, bên tay trái là bên before là trước, nó tôi chỉnh đây. Rồi tiếp theo là về cái phần màu sắc nè, đây là ra giống như nãy bên kia ta chỉnh cái phần mà độ tông á sáng nè ha, exposure là sáng sáng toàn bộ cái bức hình ta, còn gradient là chỉ sáng những cái vùng sáng thôi. Rồi contrast là cái độ tương phản giữa sáng và tối cho rõ, tương tự như Photoshop thôi ha, mà nào đã biết Photoshop rồi thì này quá dễ. Vibrance là cho màu sắc rực rỡ lên các bạn. Rồi saturation này tương tự như Vibrance nhưng mà tôi thường hay sử dụng Vibrance hơn, không có sử dụng saturation, sử dụng saturation thì thường hay nó bị lố màu lắm. Rồi tôi bỏ đi. Tiếp theo cái phần line này là độ chỉnh bốn màu, tương tự như cái biểu đồ histogram này. Bạn muốn cho cái vùng nào nó sáng lên. Đây, vùng, chia làm bốn vùng bằng. Vùng sáng nhất là white, vùng tối nhất là black, vùng sáng trung tính là highlight, vùng tối trung tính là shadow. Tương tự như Photoshop thôi. Thì giống như bức hình ta này nó chia làm bốn vùng. Tương ứng với bốn này thì bạn muốn cái vùng nào nó sáng hơn để kéo vào phải, muốn tối hơn kéo vào trái ha. Đó là cái lý thuyết chung của này. Còn muốn chỉnh như thế nào chính xác đó, thì bạn thực hành nhiều bạn mới biết được. Rồi còn cái này là cái việc mà đổi màu thôi. Hue là đổi màu, saturation là tăng màu lên rực rỡ, lumen là làm cho cái màu đó nó sáng hay tối, nó tương tự như Photoshop thôi, không thay đổi gì hết.
Ví dụ như đây tôi đang có màu xanh là tôi chọn màu xanh thử. Thì tôi muốn màu xanh chuyển thành màu xanh dương thì tôi tăng này lên. Ha, màu xanh chuyển thành màu vàng thì tôi kéo này qua. Màu xanh nó rực rỡ lên thì tăng này lên. Ha. Do cái mà tôi đang quậy nó tào lao rồi, tôi sẽ cho nó reset về mặc định đi. Tôi quay ngoài, tôi chọn lại cái này, tôi cho nó thế nào, nó reset nè, hay cho quay về mặc định đi. Thế nào tôi chỉnh tùm lum hết. Cho tôi hướng dẫn các bạn cho dễ đây. Sẽ như đây tôi cho chỉnh một cái đoạn là đi. Rồi. À, giờ tôi, tại vì cái view này nó quá tốt rồi nên tôi cũng không không cần chỉnh gì nữa. Màu sắc nó rất là tốt, da người rất là tốt. Màu cũng tương đối là ok, đẹp. Nó chờ bạn chỉnh thì nó sẽ sáng lên tí. Ok, tương phản không cần gì hết, màu tông ấm. Rồi, sáng đầu sáng nè bạn. Thấy chưa? Thực ra nếu như mà nếu video chúng ta bị cháy sáng thì bạn sử dụng chức năng highlight, bạn kéo qua trái tí gọi là cháy sáng á. Rồi nếu video bạn hơi tối bạn tăng cái shadow lên tí, tăng cái vùng sáng trung, vùng tối trung tính một tí thôi. Nó là những cái kinh nghiệm mà làm thực tế. Còn white light, còn white là cái vùng trắng, bạn muốn trắng hơn một tí thì bạn tăng lên, như là những cái vùng mà gần cháy sáng á. Còn black nè, bạn muốn cho nó có đậm màu một tí thì bạn kéo qua trái một chút thôi. Chứ những cái vùng đen nhất là to, tóc các bạn, như là cái dây này màu đen nè, cho nó tối hơn tí thì té nó giảm qua trái các bạn. Rồi còn này là chỉnh bên Photoshop nè, tương tự như Photoshop thôi, không gì hết. Giả sử như tôi muốn cái màu nón màu vàng nè, tôi chọn màu vàng thì tôi muốn cho cái màu vàng đó nó rực, nó sáng hơn thì tôi kéo phải sáng hơn nè, sáng hơn nè. Hay là muốn cho nó tối màu lại tôi kéo trái, thấy chưa, tối màu nè. Muốn cho nó màu sắc rực rỡ kéo phải, màu quay về trắng đen kéo trái, thấy chưa, quay về trắng đen nè, nó tương tự như Photoshop thôi. Rồi còn cái này vignette thì tối bốn góc thôi, này bỏ qua đi, tối hoặc sáng bốn góc nè, bốn góc nó sáng bốn góc tối nè, thấy chưa, bỏ qua này đi. Rồi dễ hả bạn, giờ ta xong rồi. Màu sắc thật ra bạn hiểu cái nguyên tắc bên Photoshop là một chút thì là bạn làm ok thôi, không gì hết. Rồi cái nào đó bạn muốn nó quay về mặc định ban đầu default reset thì bạn click vô đây, hay click vô đây, rồi sau đó bạn nhấn ok. Trường hợp mà bạn thấy cái mẫu bạn chỉnh nó đẹp quá thì bạn hãy lưu thành một cái mẫu riêng của bạn, save reset nè, thì nó sẽ lưu qua đây vậy thôi. Sau đó bạn sẽ đặt tên, như sẽ tôi click thử nha. Đó, đặt tên là Tú 1 hay gì đó. Làm thử luôn đi, Tú 1. Ok. Rồi, thì nó sẽ nằm trong cái phần custom nè bạn, custom đây, Tú 1. Thấy chưa, hay chưa? Thì bạn làm nhiều, bạn có kinh nghiệm nhiều thì bạn lưu có chừng chục cái đi, thì sau này bạn cứ áp dụng là rất là mau. Video nào đó bạn, chỉ cần click vô đây là áp dụng cái phần chỉnh màu thôi, rất là ok hay rất là mau. Rồi, tôi hướng dẫn các bạn thì tôi nói chung chung cho bạn hiểu gì thôi. Tùy theo video mà chúng ta làm chứ không phải cái nào cũng như cái nào. Ha. Rồi. Là tôi hướng dẫn các bạn xong cái việc mà chỉnh màu cho video rất là ok ha. Tôi kết thúc video tại đây đi. Video sau ta còn thêm một cái phần về chỉnh sửa thuộc tính của video nữa, là click vô cái nút này nè. Còn không thì bạn nhấp đôi chuột trái vô cái video đó thì nó cũng ra được cái phần thuộc tính. Video sau tôi sẽ nói kỹ về cái phần thuộc tính này. Là chúng ta xong được cái phần công cụ, là xong hết cái phần lý thuyết rồi đó. Rồi tôi sẽ làm thử một vài video chơi chơi về thực hành, up lên YouTube, Facebook gì ha. Rồi tôi là Tú Phan, đã dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.